Từ vi tháng 3 năm 2023 cung song ngư, cân nhắc kỹ trước khi hành động. Tổng quan Theo dự đoán chiêm tinh năm 2023, những ảnh hưởng của các vì sao đang hỗ trợ và khuyến khích triển vọng của những người thuộc cung hoàng đạo song ngư. Sao thổ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ bạn trong các hành động và thành tích của mình. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để nâng cao năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức của mình. Dựa trên những dự đoán về tháng 3 năm 2023 của Song Ngư, các mối quan hệ của bạn sẽ trở nên thân thiện hơn trong một khoảng thời gian trong tháng này. Bạn sẽ thực sự có thể tiếp xúc với đúng người do ảnh hưởng của hành tinh Sao Thổ. Các hành tinh Sao Thủy và Sao Thổ sẽ khuyến khích bạn đưa ra lựa chọn và quyết định đúng đắn sau khi phân tích kỹ càng. Dự đoán chiêm tinh tháng 3 năm 2023 báo trước rằng tất cả các hành động nên được thực hiện sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy cùng xem thêm về dự đoán cung Hoàng đạo Song Ngư tháng 3 năm 2023 theo nhiều yếu tố khác nhau như sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe, tình yêu, gia đình. Tử vi sự nghiệp tháng 3 năm 2023 của Song Ngư sự hiện diện của sao thổ trong cung hoàng đạo của bạn sẽ mang đến cho bạn sự trưởng thành và chủ nghĩa thực dụng trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp bạn sẽ được hướng dẫn bởi nhận thức của bạn những ý tưởng hay và có thể không quá tham vọng tuy nhiên điều này sẽ không thực sự ảnh hưởng đến công việc và sự phát triển nghề nghiệp của bạn cuộc sống tình cảm và các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp sẽ thân thiện hơn và sẽ không có vấn đề gì khi hoàn thành mục tiêu của bạn Tâm trạng của bạn có thể không thực sự lạc quan và bạn có thể thoải mái, không cần phải quá xông xáo trong cuộc sống của bạn trong tháng này. Tử vi tháng 3 năm 2023 của song ngư về tiền bạc và tài chính. Dự đoán tử vi năm 2023 không mấy hứa hẹn về tài chính của các cá nhân song ngư. Bạn sẽ làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên tiền và lợi nhuận tài chính không tương xứng và sẽ rất bất thường. Tiền bạc và tài chính khan hiếm cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh hiện có cũng như để bắt đầu dự án kinh doanh mới trong tháng này. Điều này khiến bạn phải hoãn một vài dự định. Nếu bạn tham gia vào các khoản đầu tư mang tính đầu cơ thì bạn sẽ thua lỗ. Do đó, bạn cần phải cẩn thận hơn. Các dự án kinh doanh ở nước ngoài cũng sẽ mang lại lợi nhuận âm trong tháng này. Bạn cần phải cẩn thận hơn về điều này. Dự đoán về sức khỏe của Song Ngư. Tử vi sức khỏe năm 2023 cho biết cung Song Ngư năm 2023 không được lạc quan về sức khỏe của những người thuộc cung hoàng đạo Song Ngư. Các khía cạnh sao thực sự có hại và bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau trong tháng này. Các bệnh mãn tính có khả năng xuất hiện trở lại trong tháng này có thể có một số vấn đề với hệ thống tiêu hóa của bạn. Nhiều vấn đề về sức khỏe có thể được giải quyết bằng cách áp dụng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, thói quen ăn uống và chương trình tập thể dục. Nghỉ ngơi, các phương pháp thư giãn như thiền, đi bộ và các bài tập yoga có thể cải thiện sức khỏe tinh thần. Những biện pháp phòng ngừa này có thể quyết định hầu hết các vấn đề sức khỏe và bạn có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc tử vi tình yêu và mối quan hệ của song ngư. Các hành tinh và ngôi sao ảnh hưởng sẽ giúp đỡ và hướng dẫn bạn thực tế trong cách tiếp cận mối quan hệ của mình. Bạn sẽ rất linh hoạt, dễ hiểu và sáng suốt trong các vấn đề về đời sống tình cảm và các mối quan hệ. Sao Kim sẽ giúp đỡ và hướng dẫn bạn xây dựng mối quan hệ với đúng người sau tuần thứ ba của tháng. Cuộc sống tình cảm và các mối quan hệ với đối tác hoặc tri kỷ của bạn sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của hành tinh Sao Hỏa. Mọi thứ có thể được sắp xếp rất dễ dàng bằng cách tìm hiểu những điều người ấy thích hay không thích. Những người độc thân thuộc cung Song Ngư sẽ gặp một số vấn đề trong việc hình thành các mối quan hệ hoặc mối quan hệ mới do ảnh hưởng của hành tinh Sao Hỏa. Tình hình sẽ thực sự được cải thiện sau ngày 17 của tháng Hãy suy nghĩ kỹ trước khi lên kế hoạch mang thai trong tháng này. Dự đoán tử vi tháng 3 năm 2023 của song ngư về gia đình. Ảnh hưởng của các hành tinh không khuyến khích sự hài hòa trong môi trường gia đình trong tháng này đối với những người thuộc cung hoàng đạo song ngư. Đời sống tình cảm và các mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình sẽ có vấn đề trong tháng này, cần nỗ lực và chăm chỉ để mang lại bầu không khí yên bình. Tử vi năm 2023 của Song Ngư dự đoán rằng tài chính gia đình và các vấn đề liên quan đến tiền bạc sẽ không khả quan, làm tăng thêm căng thẳng trong tháng này. Kế hoạch và ngân sách phù hợp sẽ là cần thiết để tránh vay tiền. Con cái, việc học tập và sinh hoạt của chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bầu không khí gia đình và sự tiêu cực từ các hành tinh. Kỷ luật là chìa khóa và bọn trẻ cần được học cách tránh cãi vã xung đột và cải thiện thành tích học tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Chúc các bạn năm 2023 nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.